thành kính phân ưu gia đình hướng đạo Việt Nam và bản tin hoa tình đốn vừa nhận được tin buồn bà quả phụ Lê Dũng Kim giữ danh Nguyễn Thị Hữu Diệp pháp danh Nguyên Tâm đã tạ thế vào ngày 8 tháng 10 năm 2014 nhằm ngày rằm 15 tháng 9 năm giáp ngọ tại Maryland Hoa Kỳ bà hưởng thọ 84 tuổi được biết chương trình tang lễ sẽ được tổ chức tại Robert Humphrey Funeral Home ở tại số 7557 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, 20814, điện thoại liên lạc 301 637 2028. Giờ thăm viếng 4 tới 5 giờ chiều và 7 đến 9 giờ tối ngày thứ bảy 11 tháng 10 năm 2014. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 12 tháng 10 năm 2014 từ 11 giờ 30 cho đến 2 giờ. Bà Lê Dũng Kim Vũ Danh Nguyễn Thị Hữu Diệp đã từng đi du học tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên năm 1950 sau đó về nước phục vụ cho ngành giáo dục. Bà có công soạn bộ sách giáo khoa, giáo sư Anh Văn, trường nữ trung học Gia Long, giáo sư Đại học Văn Hạnh, hiệu trưởng trường hội Việt Mỹ chợ lớn và sau đó làm việc cho hãng hàng không Việt Nam. Toàn thể gia đình hướng đạo Việt Nam miền Đông Hoa Kỳ, liên đoàn Votermark, liên đoàn gia đình, cựu học sinh Lê Quý Đôn và bản tin Hoa Thịnh Đốn xin thành kính chia buồn cùng quý anh chị Lê Dõn Thu An, chồng và các con, Lê Dõn Việt, vợ và các con, Lê Dõn Cường, vợ và con. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đồn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.